Rồi tiếp câu A như vậy thì nó nói là tham số thật, có thể vừa khẳng định là đúng, có thôi, còn mã nguồn của mình không có đụng gì hết thì nó sẽ không thay đổi, dùng cái từ có thể đấy, còn nếu như mà nó khẳng định là luôn luôn được thay đổi thì chuyện nó khác nữa nha. Tham số hình thức có thể được thay đổi bởi sự thực thi của hàm, ở đây là tham số hình thức có thể được thay đổi bởi sự thực thi của hàm bình thường, đúng không? Hình thức thì không có vấn đề gì hết, tham số hình thức là coi như một cái biến bình thường ở trong cái thân của chương trình hàm con đó, nó chạy như biến bình thường, chỉ có vấn đề là tham số thật thoát ra nó có giữ cái, nó có nhận được cái sự thay đổi của thân hàm đấy hay không thôi. Như vậy thì câu B bình thường. Câu C, tham số thật không thể là một biến. Tham số thật không thể là một biến, hồi nãy cái câu này nó là tham số thật phải là một biến thì định nên là nó đảo ngược lại lại là đúng nha, cái này có đúng không? Tham số thật không thể là một biến, không thể là một biến tức là bắt buộc nó phải dùng cái truyền giá trị như thế này, nhưng mà nó là chắc chắn sai rồi, theo ý của nó là tham chiếu tức là phải đưa vào cái biến, ở đây nó phải là bắt buộc là một biến thì mới đúng. Ngược lại hồi nãy tại vì câu hồi nãy là sai, thật phải là một biến, câu đó là sai thì ở đây đảo ngược lại thì đáng lẽ câu đó sẽ là đúng, còn bây giờ nó lại đảo ngược cái mệnh đề đó, không thể một biến, cho nên câu này lại là sai nữa. Như vậy thì chọn gì, chúng ta chỉ có con sao chọn BC đây, C sai rồi, thật không thể một biến mà nó bắt buộc phải là một biến mới tham chiếu được, còn nếu không thể là một biến tức là nó phải là giá trị như thế này, nó phải là giá trị như thế này thì không thể tham chiếu được. Rồi con C thấy đảo đảo gì chứ nó lại sai ý nghĩa đối với tham chiếu. Rồi như vậy chỉ có AB là đúng, đúng không? AB. Câu F. Diệp Minh 8H. H là chỉ có BC đúng hả? Là câu 7 ha, hồi nãy thầy vừa giải thích xong cái C này nó bị ngược đó, nên tôi để ý kỹ ba hai câu này, thực ra nó là kiến thức nội dung của cái chương chứ chưa đánh đố gì hết, nhưng mà nó biến thể chút xíu cái phát biểu và nó dùng những cái từ khẳng định hoặc không hoặc phủ định hoặc không có chắc chắn thì coi kỹ cái vế cái này bài này vừa con này để lại bài con trỏ dấu sao đó, thực ra đó là cái dấu con trỏ, bài con trỏ sẽ nói kỹ về cái đó. Ở đây nếu như giải thì coi như tôi biết là cái cú pháp như vậy, nếu dấu chỉ con trỏ sao câu quẻ B, tham số hình thức không bao giờ được thay đổi bởi sự thực thi của hàm, tức là cái x này nè, ở đây là truyền theo giá trị ha, quay lên cái bài này ví dụ luôn, truyền theo giá trị nè, swap thì hôm trước thì mình nói là swap mà nếu truyền theo giá trị thì A13 trước khi swap thì quán vị sau trước khi quán vị sau quán vị nó vẫn là A13, tức là cái tham số thực là AB này nó không có tác dụng, nó không được giữ lại cái giá trị thay đổi, nhưng mà ở trong ruột của thằng này nếu như đến cái chỗ này bạn print f ra thì chắc chắn nó sẽ được đổi, print f x với y chắc chắn là nó sẽ là 31, được chưa, chắc chắn là 31, tham số này nó gọi là tham số hình thức, tham số này nó gọi là tham số hình thức thì x và y ở đây nó có những cái câu lệnh thay đổi được x và y, như vậy thì dùng cái chữ là có thể được thay đổi có thể được thay đổi, còn nó ghi lại là không bao giờ được thay đổi thì chặt lắc rồi, được chưa, không phải không bao giờ mà nếu như trong mã nguồn của mình có thay đổi thì nó thay đổi thôi chứ đâu phải là có ghi mã nguồn thay đổi mà nó không thay đổi được thì nó là không bao giờ, về câu B này sai nha. Okay. Dấu sao này nó gọi là phép lấy địa chỉ á, và tương nó là một cặp với cái dấu và hồi nãy thì nó nói á, trong scanf ngay chỗ swap có dấu và cái dấu sao ở trên cái tham số hình thức thì
đến bài con trỏ sẽ các bài con này đến bài con trỏ bạn mới hiểu được. Còn ở đây thì nếu dấu chỉ con trỏ không được đặt kèm với kiểu tham số hình thức thì ở đây mình coi như là mình biết cái tên nó là như vậy thôi, và nó mô tả là chỉ không được đặt kèm, tức là nó không có dấu sao, nó diễn giải cái sự thực thi nó ra theo cái cách là lời văn, nó cho thêm cái từ và con trỏ vô cho mình rối ra, chỉ cần biết là tức là nó không đặt dấu sao trước cái tham số hình thực, như vậy thì nó là gì? Nó không đặt dấu sao trước tham số hình thức, vậy thì tham số thường nó là cái kiểu truyền gì? Không có dấu sao nó là kiểu truyền giá trị, nó quay lại rất là dễ trả lời thôi. Như vậy tham số thật tương ứng, cái này có giải thích trên rồi, tham số thật tương ứng là gì? Hằng số được không, tên biến được không, biểu thức bất kỳ được không? Nếu không có dấu sao tức là không có truyền theo tham chiếu, và không như vậy thì nó sẽ không bắt buộc là tên biến để có thể trỏ vào địa chỉ. Vậy thì ABC đều đúng. À, hằng số, tên biến, đây là biểu thức bất kỳ nào cũng được. Đây một cái kiểu bắt đầu hôm nay có mã nguồn rồi. Cái này nó cũng là gọi hàm nữa. Có câu nào mô tả chính xác nhất luồng dữ liệu của gamma, thì thật ra cái sự đi vào hay là đi ra nó tượng trưng cho cái việc là thoát khỏi hàm, cái sự thay đổi nó có truyền ra ngoài hay không, thì nó gọi là đi vào đi ra. Ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng mã nguồn không có gì phức tạp lắm, chỉ quan tâm tới chỗ có dấu sao. Như vậy có dấu sao chắc chắn cái gamma này có cái câu lệnh cộng trừ nhân chia gì đó, ví dụ ở đây nó gán là bằng 5.5, thì thoát khỏi cái hàm function này nó sẽ được giữ lại, tức là nó có truyền giá trị ra ngoài. Như vậy thì mô tả chính xác nhất liền dữ liệu tham số gamma, tức là hai chiều đi vào và đi ra khỏi hàm, đi vào nó có giá trị, ở đây thì không có câu in nên là xử lý gì hết, mà đơn giản nó gán ngược lại thì ra khỏi hàm nó cũng có, đi ra khỏi hàm nó cũng có lưu cái giá trị đó lại cho gamma. Quá chật nhỉ. Cho một hàm được định nghĩa như sau: demo invan double sau double van, invan bằng invan nhân 2, double van bằng double f kiểu invan cộng 3.5. Rồi cho hàm đó và hỏi coi đoạn mã lệnh sau đây nó sẽ ra những gì. Các bạn chú ý là tất cả cái dạng thức mà trắc nghiệm mà có cho cái mã nguồn á, đừng nên dựa vào cái sự là copy paste qua bên DeepSeek. Tại vì cái mã nguồn này thực ra nó rất là đơn giản thôi. Giống như cái gamma này nó có nó chả cần phải viết cái câu main function để gọi nó để làm gì hết trơn á. Mình chú ý được cái nội dung lý thuyết nào đang cần tập trung, nó chỉ cần có thêm dấu sao hay không là biết được nó có tham chiếu hay không hay tham trị rồi, biết được cái tính chất của nó liền. Không cần thiết phải thấy mã nguồn là cứ copy qua. Tại vì bài này thì chưa có, thì bắt đầu bài mảng, bài con trỏ trở đi á, nó sẽ có một số cái trường hợp là nó gọi là mang cái giá trị hình thức, không phải gọi là tham số hình thức của cú pháp, mà cái giá trị hình thức trong cái câu trắc nghiệm á, người ta sẽ giả sử là cho cái biến này nó sẽ nhận giá trị như thế này, hay là nó đạt ở đâu đó trong bộ nhớ vân vân, thì cái sự trả lời chúng ta phải dựa theo cái giả sử đó, chứ còn đem vô cái mã nguồn của DeepSeek để chạy cho ra kết quả nó không ra gì hết, nó không có ra cái đáp án nào ở trong trong cái câu trả lời đó. Như vậy thì đối với trắc nghiệm đừng có hoàn toàn dựa vào cái việc thấy mã nguồn là bóc bóc bỏ qua DeepSeek để chạy coi ra gì, không có ha. Và có khi người ta bẫy nữa, người ta bẫy một cái số lỗi gọi là lỗi biên dịch, lỗi cú pháp, mà xin lỗi không phải lỗi biên dịch, lỗi cú pháp mà nó gọi là lỗi thực thi, tức là khi mà chạy chương trình đó, nó có thể xảy ra cái sự là thay đổi giá trị bất ngờ, làm cho chương trình đổ gãy hoặc ra một cái giá trị không mong muốn, thì cái mã nguồn đó mà bạn đem qua DeepSeek chạy thì nó sẽ không thể thể hiện được cái
đáp án chính xác ở bên cái phần trắc nghiệm. Như vậy cố gắng thấy mã nguồn thì đọc hiểu và nắm được những cái điểm cốt yếu của cái nội dung mà người ta hỏi thì chắc chắn trả lời được, chứ còn thực sự người ta cũng không cho cái phần trắc nghiệm mà cho mã nguồn dài mấy chục trang đâu, hay là mấy trăm ngàn dòng đâu, hay là thậm chí mấy trăm dòng đâu. Thông thường cao lắm là chừng vài từng chục dòng là nhiều dữ lắm mà. Cho nên là cố gắng đọc mã nguồn cũng là một cái kỹ năng để giúp mình rèn luyện cái kiến thức. Rồi mã lệnh này sẽ trả gì đối với cái hàm demo cho phía trên? Như vậy thì cốt lõi là phần dưới này. Nó sẽ in ra gì? Tại vì người ta hỏi là in ra những gì. Vậy thì bắt vào ngay in ra thì ok, in ra là coi coi ở đây. Dòng in mà, tại vì in thì coi bring F, bring F in gì? In my in bằng my DBLE. Rồi nó truyền hai giá trị vào. Chọn câu A luôn ha. My in my DBLE. Rồi đó, khi đó thì truyền ngược lại my in là in my in bằng 20. My DBLE chuyển ngược lại lên đây là double. Double là cái kiểu mà có cái vùng miền giá trị lớn hơn float thôi, chứ nó cũng là một cái kiểu số thực y chang, không có gì khác hết. Tất cả cái sự tính toán của nó đều giống nhau, chỉ có là cái số lượng, cái giá trị nó chứa được gấp đôi float, nó double lên đó, thì nó gọi là kiểu double. Như vậy thì 4.8 dễ dàng nhận ra được là nếu đối với cái dòng printf này mà nó có ở đâu đó một cái câu, ví dụ nó không có dấu chấm phẩy đây, lập tức loại liền, đúng không? Lập tức loại liền, hoặc thậm chí là nó thiếu cái chữ m ở đây, lập tức loại liền. Tại vì printf thì nó sẽ in ra đúng chính xác y thịt như cái chữ mà định dạng được ghi ở đây. Các bạn chọn A, các bạn chọn C. Rồi từ từ, mấy câu này cũng giải chậm chậm cho các bạn làm quen. Nội dung đề quy này cũng ngắn, hoặc là nó nặng về mặt học thuật. Rồi mình thấy là my in với my DBLE được. Ok, cũng đúng in với double, tại vì đây là phần chấm D nè, đây là phần chấm F nè. Nhưng mà ở giữa trước cái nó sẽ không in ra 20 và 4.8 đâu. Chưa có chọn được ngay là 24.8 đâu. Nếu chọn được 24.8 thì chọn ngay câu nào? Chọn ngay câu C là chật lắc. Phải tự hỏi, phải tự vấn lại, tại vì không phải ở đây nó in ra liền, mà ở giữa này nó có một cái dòng. Dòng này mới chính là cái vấn đề mà người ta cần mình tập trung vào, coi nó đúng sai thì nó giải quyết, nó ảnh hưởng cả câu chuyện này. Chứ còn mà truy ngược ra my in, my double rồi 20.8, chọn ngay câu C này, câu chừng rất là nguy hiểm, tại vì nó có rất là nhiều biến thể khác nữa. 20, 33, 5, 40, 4.8 nó không có theo quy luật nào hết ấy. Bắt buộc mình phải vào cái hàm demo này mình coi thôi. Và ở đây người ta cũng có cái sự phân biệt hai vế. Nếu mình vừa nãy giờ nhắc với cái kiến thức về truyền tham chiếu tham chỉ, ở đây nhận ra sự phân biệt tách biệt rõ ràng. Thằng invalid không có, thằng van thằng double van có. Double value đó, với tắt double van có dấu sao. Như vậy thì đối với tất cả kiến thức vừa nhắc lại nãy giờ, có thể dễ dàng biết được là invalid sau khi thoát ra khỏi hàm, cho dù bất kể trong này nó có làm cộng trời động đất gì nữa thì nó cũng không có lưu trữ lại trong my in. My DBLE thì có, tại vì double van này có dấu sao, và my DBLE truyền vào ngay cái chỗ tham số double van, được chưa? Rồi như vậy thì invalid my in là đảm bảo chắc chắn không có thay đổi đó. Demo này có làm gì nữa thì nó sẽ chắc chắn là còn 20, không có vấn đề gì, không có một cái gì có thể thay đổi nó được. Loại ngay mấy cái câu 40 này loại. 20, 4.8 cũng còn có khả năng, nếu như thằng DBLE như vậy còn khả năng là A, C hoặc là E, thấy chưa? Rồi phân tích cái mã nguồn nó không có gì phức tạp hết, số cái điểm tính một cái số kiến thức đã được giới thiệu rồi mình có thể làm được, chứ chưa cần thiết phải bỏ copy bỏ qua mã nguồn DC đâu. Rồi như vậy vào xem sự chính xác của thằng double van nó làm gì, nó có thay đổi giá trị hay không. Đây double van nó bằng invalid cộng 3.5, mà invalid trên đó mặc dù mình nói là sau đó thoát ra thì my in nó không có bị thay đổi gì hết, nhưng mà invalid này vừa trả lời câu trên là nó là tham số hình thức thì có thể được thay đổi, có thể nè, tại vì đây có câu lệnh invalid nhân 2. Như vậy thì 20 nhân 2 là 40, 40 cộng với 35
là 43.5 chọn câu A. Các bạn theo kịp không? Được không? Ok. Này thì nó nhỏ quá. Cho hàm được định nghĩa như sau. Power rồi base exponent in product bằng 1, exponent lớn bằng 1, product bằng product nhân so base exponent trừ 1. Được không? Ra bao nhiêu? Đoạn mã sau đây nó bị chồng một lần. Sau đây sẽ in ra những gì? Như thằng Zoom này nó update làm sao mà chạy kẹt màn hình dữ vậy trời. Đoạn mã đó sẽ in ra những gì? Chắc là 62%. Là cái hàm này là hàm cho sẵn ha. Hàm này là cho. Còn mã này là cái đoạn mã người ta hỏi. Đồng mã định ra gì thì cũng tương tự cách làm nãy thôi, mình xem in ra thì cái câu cốt lõi nó chính là câu printf rồi, phần trăm d dấu mũ cách ra dấu mũ cách phần trăm d bằng bằng, nên là mình có tập một cái thói quen printf nó sẽ in ra đúng chính xác từng ký tự. Cái này trong bài đầu tiên ví dụ Hello World cũng có thấy rồi đó, mặc dù else nó bắt chính xác từng ký tự, chấm than chấm phẩy gì nó bắt hết rồi. Như vậy thì nếu như có câu nào mà dấu mũ này nó dính thì lập tức loại nó ngay, dấu mũ này nó dính liền với số lập tức loại ngay, thì người ta hỏi chính xác là câu ring nó in ra những gì, đây sinh ra những gì, thì nó sẽ in ra chính xác là phần giá trị in cách ra dấu mũ rồi cách ra một giá trị in rồi bằng dính nhau nè. Mấy câu này đây là lỗi trình bày chứ không phải rơi vào trường hợp đó, thì ví dụ thôi. Cái gì vậy? Thôi từ từ, thì thầy mới thầy ví dụ một cái trường hợp nếu như sau này vào bài tập thôi, còn cái này là cái câu ôn tập bị thầy mở bằng cái Office 3 cho nên nó có nhiều cái trình bày nó bị nhảy ra, cái phần đó không không bắt được chính xác cái khoảng cách với lại những ký tự. Có câu đúng dòng ABCD á, ABCDE á, thì ở đây không phải câu E đâu, trường hợp này không phải câu E đâu. Đó thầy nhắc ra trước cho bạn khi mà làm cái trắc nghiệm thôi. Rồi như vậy thì nó sẽ in ra là hai in mũ in và bằng với giá trị in. Giá trị in nó sẽ là n power result. Như vậy thì ở đây nếu như thêm n2 power là 3, chọn ngay câu nào? Chọn câu A hoặc câu D thì cũng là chưa chắc chắn, tại vì như nãy hồi giữa này bạn liên hệ kỹ thuật đi, có lẽ đường truyền đấy, thầy 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 là cô hóa sẽ đâu gì đâu rồi. Với lại nếu như chọn ngay như hồi nãy có nhắc đó, chọn ngay 2, 3 thì cũng coi chừng nguy hiểm nha, tại vì ở giữa nó còn một cái hàm có thể thay đổi nữa. Và ở đây mình cũng thấy ngay là hai cái này quen nhìn rồi, nó có dấu sao hết trơn, là có khả năng hai cái biến n và bao nó bị thay đổi rồi. Nó bị thay đổi không, bị thay đổi không thì phải lên đây xem thôi. Nói nôm na đó là power, tức là cái hàm mũ á, là n mũ bao mũ lên bao nhiêu lần. 2 mũ 3 bằng 8, 2 mũ 0 có bằng 8 không, 0 mũ 0 có bằng 8 không, 2 mũ 3 có bằng 1 không. Cái này nó không phải là check về cái giá trị, nhắc lại là cái câu sẽ cho mã nguồn, là mình sẽ thay biên dịch máy, mình dịch cái cú pháp đó, nên là nó sẽ làm gì chính xác. Cái câu printf này nó ghi là phần trăm d mũ phần trăm d bằng phần trăm d. Vậy toàn bộ 4 câu này là chấp nhận được hết. Đừng có tính toán là 2 mũ 3 là 8 mới đúng, mà 2 mũ 0 không phải là 8 nữa. Đó không phải nghe. Đây là chỉ là câu là in ra những gì.
mã nguồn nó in thế nào, nó ghi thế nào, nó in thế đó thôi. Còn nếu như cái tính toán này nó sai thì là do cái giải thuật ở đây người ta thử mình, người ta cho cái đó không cần thiết phải sửa, tại vì nó chỉ hỏi mình cái kết quả in thôi. Và vấn đề nó là in ra giá trị gì, nó có khi là lại là đúng cái câu là mũ không bằng tám không chừng đó, coi nó thay đổi như thế nào. Product bằng một nè, rồi xin lỗi nhắc lại là base của exponent tức là cái n và bao này nó vừa truyền vào base của exponent nó đều là tham chiếu hết. Như vậy thì có khả năng là được thay đổi hết tại vì nó là truyền theo tham chiếu. Rồi thêm cái thực thi của nó, product bằng một, exponent lớn bằng một, lớn hơn không, exponent n bằng 2 nè, bao bằng 3 nè, n bằng 2 sẽ truyền vào base tức là 2, exponent bằng 3. Rồi chạy từ từ ha, rồi bộ đất bằng 1 và gán chưa có gì, exponent lớn bằng 1, exponent đang bằng 3 vậy lớn bằng 1 chắc chắn. Product bằng product nhân base, product bằng 1 nhân cho base là 2, tức là 1 nhân 2 là được 2, đó là lần lập thứ nhất. Sau đó exponent mà exponent trừ 1, exponent là 3 trừ đi 1 thì còn 2, đó là lần lập thứ nhất. Quay lên trong khi exponent lớn bằng 1, lớn không, chắc chắn lớn hơn, thì thực hiện tiếp. Bây giờ product bằng product nhân base, product đang là 2 nhân cho base là 2 thì sau lần đập đó nó sẽ là 4. Exponent mà exponent trừ 1, exponent đang là 2 trừ 1 thì còn 1. Rồi lần lập thứ hai quay lên, exponent lớn bằng 1 không, chú ý đây là lớn hơn bằng, không có dấu bằng, vì 1 nó vẫn thực thi tiếp. Product bằng product nhân base tức là product đang là 4 nhân cho base là 2 thì mình sẽ được là 8. Exponent với con trừ 1 nó sẽ là 0. Thấy chưa? Mặc dù cái kết quả trả về là result nó nhận nó là return product, product đang là 8. 8 nó sẽ trả vào cho result. Như vậy thì cái result này mặc dù nó in ra là 8 nhưng mà theo cái luồng tính toán này thì của mình exponent đã bị trở về là 0. Và vì exponent của mình nó là dạng tham chiếu, hồi nãy mình lấy cái gì mình truyền vào đó thì bây giờ nó trả ra đúng cái trang vậy. Ví dụ như vậy chỗ này bao nó sẽ là 0. N là base, base thì nó không có câu nào thay đổi hết. Các bạn thấy rõ ràng phát biểu nó đúng chính xác là có thể được thay đổi, tức là trong trường hợp này base nó mặc dù nó truyền vào nó là dấu sao, tức là có thể được thay đổi thôi, mà trong mã nguồn này chả có câu nào đụng tới cái việc là trừ đi hay là chia đi hay là gán cái chỉ mới cho bay hết, cho nên vẫn là đây. Rồi rõ ràng ha, đây không có phải là một cái câu tính toán toán học cho cái kết quả này, không có hỏi, nhưng mà nó hỏi là in ra gì thì in ra đây là được chưa. Pointer, pointer mà hiện tại thì mình chưa có cái nội dung đó cho nên là chỉ xem như cái cú pháp của tham chiếu và tham trị. Hết hết những cái bài trắc nghiệm cũng tốn thời gian nha. Rồi phần 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 bài tập này có làm thử không hay là có tình hình của thực thi tập trên IELTS nó như thế nào, có vào được chưa hay là có bạn nào chưa từng vào được hay không, thìװ└└└==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